1 trái ớt các bạn sẽ sắc lên, nếu các bạn ăn được cay, còn có con ăn thì các bạn đừng sắc lên nha. Có con ăn thì các bạn sắc lên nó sẽ cay không ăn được á. Thì bây giờ ở trên đây mình có mấy cọng ngò thì mình sẽ trang trí lên trên phần trên. Đây mình có ít cọng ngò mình trang trí lên, nó hơi nóng nha các bạn. Nhưng mà ngò lên thì một hồi nó sẽ héo cái phần ngò luôn á, nóng quá. Đó thì mình sẽ trang trí một ít ngò và có một chén mắm sát bên nha các bạn. Các bạn đã trở lại với kênh Cắp Thời Gian. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn là cà ri rắn nha các bạn. Ở đây mình có tổng khoảng một con rắn hổ dện và một củ dụng cụ mình nấu nè các bạn. Là mình có một củ khoai, một củ cải trắng, một củ cải đỏ và ít sả cây, hai củ khoai môn và ở đây có một củ khoai tây, tỏi, hành và ớt và một bịch bột cà ri nha các bạn. Và cái gia vị mà nấu theo cái cà ri này nè thì mình có mắm, đường, bột ngọt và tiêu cà no. Thì bây giờ cái con rắn này mình sẽ có phần củ này nè các bạn, thì chút xíu mình sẽ làm và sạch sẽ sẽ hướng dẫn các bạn sau. Thì mình sẽ đưa vào trong đây trước. Còn cái phần rắn này các bạn, mình sẽ cho máy nó gần lại một tí xíu để cho các bạn dễ nhìn thấy hơn á. Cái phần rắn này là con rắn hổ dện nha các bạn. Đó. Thì mình đã làm sạch nó, con này tầm khoảng cỡ 7 hoặc 8 lạng gì á. Và sáng hôm anh mình cũng đi ăn gì cũng bán cái mình đó. Thì mình đã làm sạch và con rắn này thì các bạn cạo dãy á. Phần rắn này hôm nay nó mập nè, thịt nó nhiều á. Thì các bạn cạo cái phần dãy đi chứ đừng có lột da các bạn. Các bạn lột da là tầm khoảng cỡ nếu như mà rắn nước hoặc rắn điêu điêu thì các bạn có sẽ lột da, còn rắn này thì mình có thể cạo cái phần dãy. Thì bây giờ mình đã làm sạch rồi thì mình sẽ đi chặt cái phần rắn này ra. Khi các bạn làm thì các bạn rửa qua muối cho nó đỡ tanh á. Thì bây giờ mình sẽ đi chặt nó ra đi các bạn. Mình đã chặt nó xong rồi các bạn. Đó, các bạn thấy không? Phần các bạn nấu cà ri thì các bạn phải chặt hơi khúc khúc như vậy, đừng có chặt nhỏ quá nha. Hồi nãy á, là cái phần nước cốt dừa mình chưa có mua gì đó các bạn, còn nấu cà ri là phải có nước cốt dừa. Hôm nay mình ra ngoài chợ mua mà các chị bán vắt á, thì hết rồi nên mình sẽ dùng nước dừa lon nha các bạn. Đó, mình sẽ dùng một lon nước dừa cỡ 400 ml. Thì mình sẽ để qua một bên. Cái phần rắn này thì bây giờ mình sẽ đi làm sả, rửa sạch xong mình sẽ sắt cái phần sả rồi sẽ ướp sau. Thì cái phần sả của mình các bạn, giờ mình sẽ sắt nha. Thì các bạn chọn chừng mấy cây các bạn sắt thôi. Các bạn sắt thôi khoanh khoanh vậy nè. Đó. Thì nếu như các bạn nào không thích như vậy thì các bạn sẽ đập chập chập ra và bào cho nó hơi nhỏ nhỏ. Nhưng mà các bạn sắt khoanh này thì một tí xíu các bạn có ăn thì gắp lên với sả rất là thơm luôn á các bạn. Hơi mỏng mỏng thôi thì các bạn cứ sắt hết cái phần sả nha. Phần sả thì mình đã sắt xong rồi các bạn. Thì nếu các bạn nào thích thì các bạn sẽ băm nó ra. Còn như mình thì mình sẽ không băm nha các bạn. Mình sẽ để lên trên cái phần dĩa. Tại vì còn lại hơi nhiều sả đó, mình sẽ chừa lại. Mình sẽ cho lên phần dĩa. Xin lỗi các bạn, tại vì khu vực này hôm nay có em bé nhiều quá, nó hơi ồn á. Thì còn cái cây này thì các bạn sẽ đập dập ra. Các bạn đập vừa thôi, mình đừng có đập dập quá nó cũng sẽ không ngon á. Đó. Đó thì các bạn đập ra hết rồi thì mình sẽ cắt khúc. Nó mình cắt khúc hơi dài dài cũng được các bạn, thì các bạn bỏ chung với cái phần sả hồi nãy mình sắt ra luôn. Còn về phần tỏi với phần hành thì mình sẽ lột ra và sẽ băm cho nó nhỏ nha. Bây giờ mình cũng băm sả xong rồi các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ ướp cái phần này nha. Ướp cái phần này để cho nó thấm á. Thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là sả cây với sả bằm luôn ha các bạn. Sả cây với sả mình sắc khoanh khoanh á. Và các bạn cho vào đây tầm khoảng là một muỗng tỏi hành. Các bạn nên nhớ là cái phần này mình sẽ không ướp củ nén nha. Nếu các bạn ướp phần củ nén vô thì các bạn sẽ bỏ cái phần rắn của mình luôn á. Thì đường thì các bạn cho vào đây tầm khoảng một muỗng đường. Nếu các bạn nào không ăn được hay là giảm cái độ đường thì các bạn sẽ giảm ít lại. Muối thì các bạn cho vào đây một muỗng cà phê muối hột. Bột ngọt thì mình cho vào đây cũng một muỗng cà phê bột ngọt luôn.
Cà no thì mình cho vào đây tầm khoảng một muỗng lớn. Tiêu các bạn cho vào đây tầm khoảng nửa muỗng cà phê tiêu. Và nước mắm thì các bạn ướp cho ra tầm khoảng 3 muỗng. 3 muỗng thì các bạn dùng nước mắm ngon nha. Bây giờ cuối cùng là cái bột cà ri thì các bạn cho vào đây một gói nhỏ, mình sẽ cắt ra và cho hết vào đây. Còn nếu các bạn nào thích cái độ vàng hơn một tí xíu thì các bạn sẽ cho một ít nghệ vô. Vì cái nghệ thì cũng tốt cho sức khỏe mình chứ không sao hết bạn. Thì mình sẽ cho một ít nghệ vô nữa nha. Sẽ ướp một ít nghệ vô. Thì cho cái phần rán mình nó nấu cái phần cà ri lên cho nó vàng hơn tí xíu bạn. Vì nghệ này là ở nhà mình tự xay nha các bạn. Ăn rất tốt. Đó, thì đây các bạn sẽ trộn đều nó lên. Khi mình trộn đều cái phần gia vị với lại cái phần rắn lên thì các bạn sẽ trộn cho nó đều thiệt đều nha. Trộn đều lên thì các bạn sắc vào đây tầm khoảng 2 trái ớt nhỏ. Còn nếu như mà bạn nào có con nhỏ ở nhà thì khỏi phải sắc nha các bạn. Để không sắc vô có vị nó sẽ the the á. Vì 2 trái ớt này thì nó chỉ the the thôi chứ không có cay đâu. Thì bây giờ các bạn sẽ để trong thời gian là tầm khoảng là nửa tiếng đồng hồ để cho nó thấm hết cái phần rắn này đi. Thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái phần củ á. Giờ mình hướng dẫn các bạn gọt cái phần củ này thì các bạn chuẩn bị một thau nước cho vào đây một muỗng với hột. Để thứ nhất là các bạn ngâm rau củ này nè vô muối, thứ hai nữa là cho nó đỡ mủ á các bạn. Thì ở đây mình có củ cải trắng thì các bạn sẽ dùng củ cải đỏ và củ cải trắng các bạn gọt trước. Thì bây giờ các bạn sẽ gọt cái phần củ cải đỏ này trước, xong rồi mình sẽ gọt củ cải trắng. Thì khi gọt xong các bạn thả vô trong thau nước luôn nha. Thau nước thì thau nước muối của mình các bạn sẽ thả vô để cho nó đỡ ba cái phần thuốc bớt đó các bạn. Đó, thì cứ vậy các bạn gọt hết cái phần củ đi. Thì củ khoai lang nó bự quá các bạn sẽ chẻ làm đôi và thả vô. Thì giờ mình sẽ gọt khoai tây mình đã gọt qua mô mình thả luôn nha các bạn. Gọt xong các bạn ngâm vào thau nước muối để tầm khoảng 15 phút nha các bạn. Sau 15 phút này mình là cái nước nó hơi đục đục mà các bạn sẽ đi rửa cho sạch hết. Giờ mình rửa cho sạch hết rồi mình sẽ chắn nó ra nha các bạn. Mình chắn nó ra các bạn. Cái phần khoai tây nè, khoai mịn nè, khoai môn thì các bạn sắc tầm tư thôi. Tại vì cái phần củ này nó nhanh chín nè. Các bạn đừng có sắc nhỏ quá. Nhỏ quá ăn hồi nó chín là nó sẽ bể ra hết đó các bạn. Đó thì mình sẽ cho vào trong cái rổ. Còn cái khoai lang này thì các bạn cứ sắc khoanh hơi dày. Đó thì các bạn cứ chắn luôn. Cái này nó bự thì các bạn có thể chắn làm đôi. Còn cái phần cũ này thì các bạn sẽ chừa lại. Nhỏ quá các bạn. Đó là như vậy. Mình cũng sẽ chắn nó ra. Còn ở đây mình có một củ khoai tây thì các bạn sẽ chắn củ khoai tây ra làm tư. Còn cái phần củ cà rốt với lại củ cải á, thì các bạn sẽ tỉa bông và sắc hơi dày dày. Củ cà rốt thì mình sẽ tỉa bông. Tỉa bông xong thì các bạn sẽ sắc hơi khúc khúc như vậy. Đừng sắc nhỏ quá nha bác. Nghe các bạn. Đó. Thì mình cứ sắc nó ra hết như vậy. Còn củ cải trắng thì các bạn sẽ chẻ nó ra dài dài. Mình sẽ chẻ làm đôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho phần này riêng ra. Mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo dầu và các bạn sẽ tao sơ cái phần khoai của mình đi. Thì ở đây mình bắt một cái chảo, các bạn sẽ bật ra lên. Các bạn bật ra lên thì mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Thì để phần dầu ăn và phần chảo nóng đều. Phần dầu ăn và phần chảo nóng thì các bạn sẽ đổ cái khoai tây với cái khoai lang này với lại khoai mịn vô trong cái phần nồi. Thì các bạn đổ vô thì các bạn sẽ tao sơ đi. Để tao sơ cái phần khoai mình nó có nhiều bạn thì sẽ chiên cái phần khoai này luôn.
Còn nhiều bạn sẽ tao sơ nó đi nha các bạn. Rồi các bạn đang để đùa lửa lớn để các bạn sẽ tao cho nó đều, cái phần cũ nó đổi màu nè các bạn nhé. Mình sẽ tao cho nó đều một tí xíu. Các bạn tao thì các bạn sẽ dùng cái chảo chống dính thì tao cái đồ cũ mình nó mới đi được như vậy. Còn nếu như các bạn tao mà dùng cái chảo bình thường của mình là nó sẽ dính và xích nồi rất là cực luôn nha các bạn. Đó, thì mình tao sơ cái phần cũ mình như vậy. Thì các bạn cho nó sôi tầm khoảng 1 phút đi thì mình sẽ đi đổ cái phần nước cốt dừa ra cái tô. Còn nước cốt dừa đây tầm khoảng là 400ml, mình sẽ đổ hết ra, mình đục sẵn rồi các bạn, mình mới vừa đục á, mình sẽ đổ hết ra cái phần tô này luôn. Thì thông thường các bạn dùng cái nước dừa vắt ở ngoài chợ thì nó thơm hơn, nhưng mà có nước dừa vắt ở chợ hôm nay mình ra không có các bạn, nên mình sẽ dùng cái nước dừa này. Thì cái nước dừa này các bạn đổ và chừa lại trong lon một ít đó, để mình làm một cái nước cốt tí xíu các bạn sẽ đổ vô sau á. Thì thành phần này thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước và sẽ pha cái phần nước này ra. Nó sôi tổng khoảng được 1 phút nè các bạn. Đó thì phần cũ nó hơi đổi màu á, các bạn sẽ tắt ra. Khi tắt ra mình sẽ nhắc xuống. Mình nhắc xuống mình sẽ dùng một cái nồi nước để mình pha cái nước cốt dừa các bạn. Đây mình có tầm khoảng 800ml nước. Thì các bạn sẽ cho hết tầm khoảng gần 4ml nước dừa vô. Các bạn quậy đều. Quậy đều để mình lấy cái nước lỏng đó các bạn. Đó thì các bạn sẽ tráng luôn cái phần tô này luôn. Tráng luôn cái phần tô này thì các bạn cho qua một bên. Thì cái phần nước này các bạn sẽ bắt lên bếp cho nó sôi. Cái nồi nước dừa lên bếp cho nó sôi thì cái phần chảo này các bạn đổ khoai ra và bật ra lên cho vô một ít dầu ăn. Khi cho một ít dầu ăn các bạn đợi phần chảo dầu ăn nóng nha. Phần chảo này nó có hơi ít nước, nó hơi nổ nên các bạn cho nó nóng vừa thôi, mình sẽ cho hết phần hành tỏi vô. Cho hết phần hành tỏi vô, các bạn sẽ đảo đều thử tỏi với hành này cho nó đổi màu và nó thơm. Cái phần hành tỏi này nó đổi màu được các bạn và nó thơm nè. Nè các bạn sẽ đảo đều nó lên. Khi đảo đều lên thì các bạn hãy cho hết cái phần thịt rắn của mình vô. Này các bạn hãy cho hết cái phần thịt rắn vô, tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ nó thấm nó sẽ ra phần nước như vậy, thì mình sẽ cho hết vô phần nồi. Khi các bạn cho hết vô phần nồi thì các bạn cho đùi lửa lớn để các bạn tao sơ cái phần rắn của mình đây. Các bạn sẽ để nó sôi tầm khoảng 1 phút. Sôi tầm khoảng 1 phút thì mình sẽ dùng đôi đũa và đảo nó lên. Cái này không phải là tao chín nha các bạn. Tao tầm khoảng 1 phút. Thì sau 1 phút đó các bạn sẽ tắt ra. Khi mình tắt ra thì mình sẽ kiểm tra cái phần nước cốt dừa. Mình dớ mình cho cái phần thịt xuống dưới. Thì các bạn kiểm tra cái phần nước cốt dừa nè. Đó. Thì bây giờ cái phần nước này mình sẽ pha ra rồi. Thì các bạn sẽ cho hết cái phần thịt rắn vô trong cái phần nồi. Và mình sẽ đổ cái phần thịt rắn vô. Tại vì cái phần nước cốt dừa mình đã gần sôi rồi các bạn. Bây giờ nó gần sôi rồi thì mình sẽ đổ hết vô nha các bạn. Bạn cho hết cái phần thịt rắn vô. Đó, khi các bạn cho vô là cái màu nghệ với cái màu vari nó sẽ đổi màu chút xíu đó. Các bạn sẽ tráng sơ cái phần chảo của mình luôn nha. Đó, các bạn thấy không? Thì nó gần muốn sôi luôn rồi nè. Đó, thì các bạn sẽ quậy đều lên. Bây giờ các bạn sẽ cho nó vừa sôi lên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Giờ nó đã sôi lên rồi các bạn. Sôi lên thì mình cho cái phần cũ hồi nãy mình tao á vô, các bạn cho nhẹ nhàng chứ không nó sẽ văng á. Đó, các bạn cho hết cái phần cũ này vô. Đó, thì mình sẽ đảo đều lên. Thì các bạn tiếp tục cho cái phần củ cà rốt và củ cải trắng vô luôn nha. Cho phần củ cải trắng và củ cà rốt vô luôn. Các bạn cho vô, các bạn dùng cái giá và quậy đều nó lên. Đó, các bạn thấy không? Là ngon luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ để cho nó sôi tầm khoảng 2 phút đi rồi mình sẽ kiểm tra. Thì giờ nó sôi lên, cái nào có bọt thì các bạn sẽ hớt cái phần bọt nó đi. Các bạn hớt cái phần bọt cho nó sạch. Thơm các bạn.
thơm mùi nước dừa và mùi gia vị nhé. Đó, và chớ thấy cái bọt, nó có cái bọt nào thì các bạn cứ vớt nó hết lên. Đó. Thì giờ nó tầm khoảng được 2 phút rồi nè. 2 phút đó là cái phần cũ mình đã như vậy nè các bạn. Các bạn sẽ để cho nó chín một tí xíu nữa nha. Giờ nó sôi tầm khoảng 2 phút nữa nè các bạn. Thì các bạn có thể vớt lên và kiểm tra cái phần củ này. Ô, cái phần củ khoai lang thì nó chín rồi nè các bạn. Còn củ khoai tây thì mình sẽ nó lâu chín hơn một tí xíu á. Mình sẽ nhắn thử đỏ, nó cũng đã mềm rồi. Thì đó, cái môn mình cũng nhắn luôn nè các bạn. Đó, vì nó đã chín hết phần trong rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ kiểm tra cái phần thịt rắn mình thử. Thì bây giờ các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị gia đình mình nha. Thì mình sẽ kiểm tra cái phần thịt rắn ra ngoài, chứ ở trong đây nó sẽ nhăn, nó cũng hơi mềm rồi đó các bạn. Nên các bạn sẽ nấu thêm một ít tí xíu nữa. Thì bây giờ các bạn nấu thêm một tí xíu nữa thì các bạn sẽ cho hết cái phần nước cốt dừa mà hồi nãy còn lại mình dừa trong cái lon đó các bạn. Thì các bạn cho hết vô để cái màu nó thơm và nó đậm vị hơn một tí xíu. Các bạn sẽ tráng hết cái phần tô luôn nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ nấu cho nó sôi một tí xíu nữa nha các bạn, tầm khoảng 3 phút nữa. Giờ sôi tầm khoảng 3 phút nữa là các bạn mình sẽ cho đồ lửa nhỏ ra đó, chứ lửa lớn là nó sẽ nhiều bọt nha. Lửa nhỏ nó ít bọt và các bạn sẽ vớt nó đi. Nó còn một số bạn ưa nấu các bạn bỏ cái màu đều á, mình thì mình chỉ dùng một ít bột gà ri với lại một ít nghệ thôi nha các bạn, chứ mình không dùng màu nhiều. Tại vì ở nhà ăn mà các bạn, nếu như các bạn nấu các bạn bán thì các bạn sẽ dùng một ít màu đều lên cho nó tươi và nó đẹp hơn một tí xíu. Còn nhà mình ăn thì mình sẽ dùng màu này thôi. Phần củ mình cũng đã chín hết rồi các bạn. Phần cà rốt mình sẽ kim, cà rốt cũng đã chín luôn rồi nè. Đó, và phần rắn mình nó cũng đã mềm và nó chín rồi. Thì bây giờ mình sẽ tắt ra ha các bạn. Mình sẽ dùng một cái tô và sẽ múc ra. Giờ mình dùng một cái tô nè các bạn, mình sẽ múc nó ra nha. Đây, cái phần củ và cái phần nó sôi ra các bạn, nó sệt sệt rất là ngon luôn nè. Thì cái này thông thường các bạn sẽ cho một ít hành tây á, nên đừng cho nó thơm. Thì cà ri nào các bạn cũng cho một ít hành tây hoặc là bò kho á. Nhưng mà mình thì hôm nay hết hành tây rồi các bạn, mình sẽ không cho hành tây. Đây thì các bạn múc ra và các bạn sửa nó lại tí xíu để cho nó đẹp ha. Thì bây giờ mình múc nước rồi ra và trang trí nó lên. Thì giờ mình múc xong rồi thì các bạn cho vào đây một ít cái củ hành á. Thì củ hành các bạn không có cho vào thẳng trong cái tô, à trong cái nồi, thì trong cái nồi thì nó rất nhanh chín á. Các bạn cho vào cái tô và rướn một phần nước lên. Thì các bạn cho một ít hành lá lên nữa. Thì nếu các bạn nào ăn nhiều thì mình sẽ cho hành nhiều hơn một tí xíu. Thì các bạn cho một ít tiêu vô. Thì mình sẽ cho một trái ớt sắc lên ha các bạn. Đây, một trái ớt các bạn sẽ sắc lên nếu các bạn ăn được cay. Còn có con ăn thì các bạn đừng sắc lên nha. Có con ăn thì các bạn sắc lên nó sẽ cay, không ăn được á. Thì bây giờ ở trên đây mình có mấy cọng ngò thì mình sẽ trang trí lên trên phần trên. Đây mình có ít cọng ngò mình trang trí lên, nó hơi nóng nha các bạn. Nhưng mà ngò lên thì một hồi nó sẽ héo cái phần ngò luôn á, nóng quá. Đó thì mình sẽ trang trí một ít ngò và có một chén mắm sát bên nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn nhìn nè. Cái này thì sáng nay các bạn có thể ăn với bún hoặc là bánh mì. Nhưng mà hiện tại nhờ nhà không có bánh mì á các bạn. Không có bánh mì nên mình không đi mua được. Tại vì con mình nhỏ, hiện tại giờ là mình nấu buổi trưa nhưng mà nó vẫn còn ngủ á. Nên mình sẽ không đi mua được. Cái phần này nè các bạn cho một ít màu điều lên nữa thì các bạn à, cái màu điều lên nữa thì nó đậm cái màu cà ri là rất là ngon. Nhưng mà ở nhà ăn thì cái phẩm màu nhiều quá mình sẽ không bỏ, mình chỉ cho cà ri với nghệ thôi các bạn. Thì đến đây mình đã nấu xong cái phần cà ri rắn nè các bạn. Ở bên cạnh mình có chén mắm, nếu các bạn nào cảm thấy nhạt hay là muốn chấm thì mình sẽ chấm thêm, còn không thì các bạn sẽ dùng muối hột cũng được. Muối hột và chấm có miếng thịt rắn lên thì nó rất là ngon ha các bạn. Là có bánh mì nữa thì ngon rồi.
hiện tại giờ không mua bánh mì được các bạn. Thì đến đây mình đã làm xong rồi, nếu các bạn nào cảm thấy thích thì hãy cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi. Cách làm đơn giản, không mất nhiều thời gian ha các bạn. Và cũng không có khó khăn gì hết nha các bạn. Nếu các bạn nào mua về làm thì mình chúc các bạn làm thành công và may mắn nha. Đến đây mình đã làm xong rồi thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Xin bye bye.